Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tôi theo học với thầy Lý 10 năm. Tôi biết thói quen ăn uống của thầy vô cùng đơn giản. Mỗi ngày chỉ ăn một ít mì sợi. Thầy là người Sơn Đông, thích ăn mì sợi. Mỗi ngày chỉ ăn một ít mì, phân lượng không nhiều, thêm một ít rau xanh. Không có ai chăm sóc thầy, tự nấu ăn. Nồi nấu mì cũng là bát, nồi nhỏ khoảng chừng này, có tay cầm. Nên sau khi nước sôi, bỏ mì sợi vào. Khi nó sôi, lại liền bỏ thêm rau xanh vào. Thêm vài phút cho nó chín, tắt lửa đậy nắp 5 phút. Rau chín. Khi đem ra ăn, thêm vào tí dầu, tí muối. Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi nói: "Thầy ơi, dầu và muối vì sao không bỏ vào trước?" Như vậy rửa chén bát rất phiền phức, nó không dính dầu, rửa bát dễ dàng hơn. Nên một bữa cơm của thầy, từ khi nấu cho đến lúc ăn xong, chưa đến nửa tiếng, nhanh gọn sạch sẽ, ít gì. Thầy ăn ngày một bữa, sáng và tối không ăn, chỉ ăn một bữa trưa. Mấy mười năm như một ngày. Thầy nói với tôi lúc thầy hơn 30 tuổi là bắt đầu sống cuộc sống như vậy. Thầy ra đi lúc 97 tuổi. Cuộc sống vô cùng đơn giản. Ở Đài Loan, sinh hoạt phí của thầy một tháng mất bao nhiêu? 60 đồng tiền Đài Loan, bằng một đồng rưỡi đô la Mỹ. Lúc đó đô la Mỹ ở Đài Loan, một đồng đổi thành hơn 30 đồng, cao nhất có thể đổi được 40 đồng. Quý vị thấy đổi được 40 đồng không phải là một đồng rưỡi sao? Lúc đó tôi cũng học theo thầy. Tôi thấy thầy như vậy nên học theo. Vì tôi dùng một ngày ăn hai bữa, không ăn tối, nên bỏ bữa ăn sáng rất dễ. Tôi học theo thầy, đã học được 5 năm. Tôi đã sống như vậy được 5 năm. Không khó. Nhưng chúng ta còn trẻ, phiền não nhiều hơn thầy, vọng niệm nhiều hơn thầy. Một ngày dùng 2 đồng tiền là đủ. Tôi mỗi ngày cần dùng 3 đồng. Tôi ăn nhiều hơn thầy một chút. Không nhiều hơn bao nhiêu, nhiều hơn một chút. Tôi mỗi tháng cần 90 đồng tiền sinh hoạt phí, khoảng hơn 2 đồng đô la Mỹ. Tôi ăn đến tháng thứ 8 liền báo cáo với thầy. Thầy nghe xong câu đầu tiên hỏi tôi: "Thân thể cảm thấy có gì khác thường chăng?" Tôi nói: "Không có, rất bình thường." Thầy vỗ bàn nói: "Tốt, cứ duy trì mãi như thế." Con người đến vô cầu phẩm tự cao, cuộc sống đơn giản, không cầu người khác. Ha ha ha, 问什么的说